Chào anh em nhé, lại mình kẹo ngon mệt và hôm nay mình quay trở lại giới thiệu anh em cái mẫu kẹo lấm đồn ZB và cái mẫu kẹo Monster nhá, hai mẫu kẹo cực kỳ dễ chơi và anh em đang tin dùng rất là nhiều luôn. Đó. Trước khi vào giới thiệu sản phẩm thì mình xin phép anh em những em nào đang theo dõi được video của mình thì cho mình xin một lần like lên video và anh em đăng ký kênh bật chuông thông báo lên để mình đến thêm được tương tác với anh em nhé. Những em nào đã sử dụng qua hàng nhà mình có điểm nào chưa hài lòng thì anh em mình luận góp ý nhá Để mình có thể cải thiện phục vụ cho em tốt hơn Còn hai anh em dùng mà cảm thấy ok rồi Thì anh em mình luận là ok nhá Mình xin chân thành cảm ơn anh em Còn cách thức mua hàng bên mình thì anh em đặt hàng mình sẽ ship siêu đi cho anh em Anh em nhận hàng thanh toán tiền anh em lý hàng nhà mình là không đồng kiểm nhá Anh em nào tin tưởng quý miến thì mua hàng Anh em không tin tưởng thì có thể theo dõi thêm Hoặc là qua shop khác mua để tránh mất thời gian của đôi viên nhé Còn hàng nhà mình thì mình cam kết với anh em là mình giới thiệu như thế nào sẽ gửi đến tay anh em 100 phần trăm như mình giới thiệu luôn anh em nhận hàng không nữa như mình giới thiệu anh em cứ gửi lại hàng cho mình nhé để mình gửi lại tiền cho anh em đấy hàng bên mình thì bao đổi trả anh em nhé đấy thế cho anh em yên tâm đầu tiên giới thiệu anh em một cái mẫu đặc ngăn mập này đấy. nhà mình đầy đủ kích thước từ 4 chấm đến 6 chấm đấy. cái mẫu kẹo này thì mình đang bán mạnh nhất bên mình luôn đấy mẫu chủ lực bên mình đó mẫu kẹo này thì cực kỳ dễ chơi không yên cả anh em nhé nó có độ ổn định cực kỳ tốt luôn đó hàng này tất cả đều là hàng nhập đóng máy riêng cái mẫu 4.5 này thì vừa rồi anh em chơi có xu hướng chơi xuống rất là nhiều cung cấp cho anh em không kịp luôn đó. còn uh, đây là 5 chấm nhá 5 chấm thì nhà mình có từ 5.50 đến 5.56 đấy cái mẫu 5 chấm này thì uh, anh em nào chơi đâu nghe cành nó mòn ấy thì anh em tăng sai dần lên nhá đó đầy đủ kích thước từ 5.50 đến 5.56 luôn khi anh em nhét viên kẹo vào mà cảm thấy nó lỏng ấy thì anh em tăng sai lên đó mình có đầy đủ các size cho anh em Đấy, còn đây là 5.50 anh em mua hàng 5.50 thì anh em kèm theo lời nhắn 5.5 chuẩn giúp mình nhá để mình gửi đúng hàng đó hàng nhập đóng máy Đấy, chung hai tầng anh em nhá Đấy, hàng bao đều bao đều đẹp luôn không có một chút bao viếu cạnh nào Đấy, anh em có thể soi Đấy, tạm dừng video để soi được anh em nhé cái mẫu kẹo này thì mình uh, có cả clip đo đầu lấm nhá Đấy. bao đều luôn bao cân luôn Đấy. nấm nùn gb anh em nhé đây là năm năm hai bảo bao chuẩn cho anh em là 130 trăm ba nhá và bao lắp xe là 90 mươi mét đây là bao với cành tầm trung nếu mà cành của anh em là cành cao cấp hay là cành nhập thì có thể bên em xa hơn nhiều luôn nhiều anh em đã trả hàng bên mình đến trăm sáu trăm bảy mươi là chuyện bình thường anh em nhé nấm nùn zip này chơi cực kỳ ổn định luôn hàng bao đều bao cân còn đây là 556 nhé cái dòng 5.5 này chơi rất là đa năng này chơi được cả mùi nhỏ đến mùi lớn luôn Đấy và mình đang bán là 400 một cân bao ship anh em nhé còn đây là 6 chấm này 6 chấm nhà mình có 635 và 60 Đó. khu vực anh em nào mà nhiều mùi lớn thì anh em chơi 6 chấm cực kỳ phê luôn Đó. sức phá thì khỏi bàn bởi vì viên kẹo nó to thì đương nhiên nó sẽ phá mạnh hơn Đó. Đó, nhìn hàng bao đều bao đẹp luôn với chung hai tầng anh em nhé. Đó. Còn đây là 640 Đó. hàng bên mình tất cả đều là chỉ mềm nhập đóng máy anh em nhé. Đó. Anh em yên tâm về chất lượng bên mình. Đó. Mình luôn đặt cái chất lượng và uy tín lên hàng đầu. Đó. Chỉ mềm anh em nhé. Còn đây là cái mẫu kẹo Montur. Mẫu kẹo monster nhà mình cũng đầy đủ kích thước từ 4 chân đến 6 chân. Đó. Mẫu kẹo này mới ra thị trường một thời gian, anh em đang tin dùng rất là nhiều Rất nhiều anh em phản hồi về cái mẫu kẹo này là nó có độ nứt gió và độ vượt cực kỳ tốt anh em nhé Đầu tiên là 4 chấm này à, 4 chấm này thì sử dụng cho cả tiệp và sáp luôn Đó. Sử dụng cho tiệp sát thì uy lực hơn và ổn định hơn rộng rất là nhiều anh em nhé Rất nhiều anh em đã trải nghiệm qua à, còn đây là 5 chấm Đó. mẫu kẹo này thì nó dài hơn ngắn mập một chút Đó. nên độ vươn nó sẽ nhỉnh hơn một chút anh em nhé cũng là về chung hai tầng hàng bao đều ba đẹp luôn anh em nhận hàng mà không được như mình giới thiệu anh em cứ gửi lại hàng cho mình nhé đây là 6 chấm này Đó. mình cũng đang bán mẫu này là bốn trăm rưỡi một cân bao ship nhá Đó. anh em nào mua hàng thì cứ liên hệ với hai đầu số hình clip nhá số điện thoại mình mở 24 mươi trên hai luôn xin chào anh em